vào ngày 14 tháng 3, Nhật Bản kỷ niệm Ngày Trắng, ngày mà nam giới tặng quà lại cho phụ nữ để đánh giá cao những gì họ nhận được trong ngày lễ tình nhân. Trong bài viết này, chúng tôi giải thích nguồn gốc của sự kiện này và những gì để tặng vào ngày này. Ngày Trắng ở Nhật Bản Waizai là ngày mà một người đàn ông nhận được sô-cô-la trong ngày lễ tình nhân sẽ tặng lại một món quà là đồ ngọt cho người đã tặng họ. Vào ngày lễ tình nhân ở Nhật Bản, phụ nữ thường tặng quà sô-cô-la cho những người đàn ông mà họ yêu thương hoặc trân trọng. Không có trao đổi quà. Tuy nhiên, tháng sau, đàn ông trả ơn bằng cách cho đi. Trong bài viết này, chúng tôi giải thích nguồn gốc của ngày lễ này và giới thiệu một vài sự thật thú vị về nó. Vào những năm 1960, khi ngày lễ tình nhân lần đầu tiên đến với Nhật Bản, một người đàn ông nhận được sô-cô-la không phải là phong tục để đáp lại sự yêu thích, nhưng sau đó ý tưởng tặng một món quà khác để đáp lại bắt đầu lan rộng. Tuy nhiên, cái tên Waizai đã không được sử dụng cho đến sau này. Cách sử dụng thuật ngữ đầu tiên được ghi nhận là vào năm 1980. Một cửa hàng bánh kẹo có tên Ishimura Manseidu và Hiệp hội Công nghiệp Bánh kẹo Quốc gia bắt đầu coi ngày 14 tháng 3 là ngày trắng, và từ đó sự kiện này đã lan rộng ra toàn quốc. Ngày này cũng được tổ chức bên ngoài Nhật Bản, đặc biệt là ở Hàn Quốc và Đài Loan, và một số vùng của Trung Quốc. Có nhiều giả thuyết xoay quanh nguồn gốc của cái tên, nhưng lý do dường như là màu trắng mang lại cảm giác thanh khiết và các thế hệ trẻ có xu hướng sử dụng nó trong các biểu hiện của tình yêu. Tặng gì cho ai đó vào ngày trắng? Tặng sô-cô-la vào ngày lễ tình nhân là tiêu chuẩn. Nhưng bạn nên tặng gì cho ai đó vào ngày trắng? Hầu hết mọi người cho những thứ như kẹo dẻo, bánh quy và kẹo. Tuy nhiên, mỗi vị ngọt có một hàm ý khác nhau và phải được lựa chọn cẩn thận. Chúng tôi sẽ giới thiệu từng ý nghĩa một. Kẹo dẻo yêu hay ghét. Trước khi ngày trắng ra đời vào những năm 1970, kẹo dẻo rất phổ biến. Riêng sô-cô-la phủ trong marshmallow được cho là tượng trưng cho tình cảm của cô gái. Sô-cô-la được đáp lại trong tình yêu trong sáng, kẹo dẻo. Gần đây hơn, do thực tế là kẹo dẻo tan chảy, chúng đang được truyền đi với ý nghĩa là tôi không thích bạn. Kẹo dẻo có thể là thứ nên tránh vào ngày trắng. Cookie. Let's remain friends. Một cookie có thể có nghĩa là gì? Không giống như kẹo và kẹo dẻo, bánh quy rất giòn. Rõ ràng, điều này được coi là một mối quan hệ bình thường hoặc khô khan. Vì vậy, nó được cho là có nghĩa là bạn chỉ là một người bạn. Kẹo cứng, I like you candy, có nghĩa là tôi thích bạn. Điều này là do kẹo là thứ bạn ngậm trong miệng và thưởng thức hương vị ngọt ngào trong thời gian dài hơn. Đây là thứ sẽ làm hài lòng ai đó nếu họ thích bạn. Tất nhiên có một số ngoại lệ đối với các danh mục trên. Mặc dù bánh hạnh nhân có xu hướng được phân loại cùng với bánh quy vì chúng cũng có cảm giác hơi cao cấp đối với họ. Chúng được cho là để thể hiện rằng người nhận là một người đặc biệt. Tuy nhiên, tất cả những ý nghĩa này đều liên quan đến địa điểm, con người và thậm chí cả thế hệ. Vì vậy không có gì lạ khi người Nhật không biết về những ý nghĩa được giới thiệu ở đây. Các quý cô không cần phải cảm thấy thất vọng nếu bạn có kẹo dẻo vào ngày trắng. Nếu bạn đang ở Nhật Bản, hãy tận hưởng ngày trắng. Mặc dù không ở mức độ như ngày lễ tình nhân, nhưng ngày lễ trắng có những sự kiện riêng với những góc đặc biệt trong các cửa hàng đồ ngọt, cửa hàng bách hóa và siêu thị. Nếu bạn tình cờ đến Nhật Bản, đó chắc chắn là thứ bạn sẽ muốn kiểm tra. Nếu bạn nhận được sô-cô-la vào ngày lễ tình nhân này, hãy thử tặng lại món quà gì đó vào ngày 14 tháng 3. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!